Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Nguy cơ bùng phát xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên khẳng định quan hệ đồng minh với Nga, tăng cường răn đe hạt nhân. Biểu tượng hợp tác liên triều bị phá hủy, căng thẳng được đẩy lên cao. Trung Quốc tuyên bố nóng về tình hình căng thẳng bùng phát Triều Tiên-Hàn Quốc. Thưa quý vị, khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn giữa hai miền bán đảo Triều Tiên tương đối thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có thêm động thái gia tăng nào nữa. Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt liên triều ở nước này hôm 15 tháng 10, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo. Động thái mới nhất khiến nhiều người lo ngại về khả năng bùng phát xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Konstantin Amolov từ Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên cho biết, kịch bản này khó xảy ra. Ông Asmolov cho biết, khả năng cao là sẽ không có xung đột vì cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul đều không muốn xung đột. Triều Tiên hiểu rằng đó sẽ là cuộc đối đầu với Mỹ. Hàn Quốc cũng không muốn xung đột vì tên lửa siêu thanh của Triều Tiên có thể bay đến Seoul trong 5 phút. Đồng quan điểm, tờ Business Insider dẫn lời các chuyên gia cho rằng vụ phá hủy này chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến xung đột. Hầu hết các tuyến đường liên triều đã bị đóng cửa từ năm 1953. Jim Hore, một nhà sử học và cựu nhân viên ngoại giao Anh tại Triều Tiên cho biết, trên thực tế, đây là một động thái mang tính biểu tượng khác, nó không tạo ra sự khác biệt nào đối với tình hình thực tế. Triều Tiên từng đặt mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc nhưng đã từ bỏ mục tiêu này trong vài năm gần đây. Hồi năm 2020, Triều Tiên từng cho nổ tung văn phòng liên lạc liên triều tại Kaesong. Theo Bloomberg, thương mại giữa hai miền bán đảo Triều Tiên hiện đã giảm xuống gần bằng không, từ mức 2,7 tỷ đô la vào năm 2015. Bloomberg Economics nhận định, một cuộc xung đột toàn diện trên bán đảo Triều Tiên có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại gần 4.000 tỷ đô la trong năm đầu tiên. Edward Howell, chuyên gia của Chatham House, nói với Business Insider rằng Triều Tiên có truyền thống tăng cường các hoạt động khiêu khích trong những năm bầu cử của Mỹ. Họ muốn thử xem liệu Mỹ có nhượng bộ hay không. Mặc dù tình hình có vẻ căng thẳng nhưng không có khả năng gia tăng thành chiến tranh toàn diện, ông Hare nhận định. Thật vậy, nếu tôi đang lên kế hoạch tấn công, tôi sẽ không cho nổ tung các tuyến đường vào Hàn Quốc. Peter Watt, một nghiên cứu viên tại Viện Sejong tại Seoul nói với tờ Financial Times, việc phá hủy tuyến đường là một cảnh tượng kịch tính, thể hiện sự bất mãn của họ với Hàn Quốc. Bằng cách đó, Triều Tiên có thể thu hút sự chú ý mà không cần phải có phản ứng quân sự. Bởi vì cuối cùng thì tất cả những gì họ làm là phá hủy con đường trên lãnh thổ của họ. Nếu một ngày nào đó họ muốn xây dựng lại con đường này, thì thứ duy nhất họ cần là bê tông. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột. Sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, chúng tôi đang theo dõi tình hình tại Triều Tiên và phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc. Chúng tôi tiếp tục thúc giục Triều Tiên giảm căng thẳng và ngừng mọi hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột. Chúng tôi khuyến khích Triều Tiên quay lại với đối thoại và ngoại giao. Bình luận về tuyên bố gần đây của Triều Tiên về việc máy bay không người lái Hàn Quốc xâm nhập Bình Nhưỡng, ông Matthew Miller nói, về hành động của Triều Tiên, chúng tôi thấy họ đang tiếp tục có những động thái làm gia tăng căng thẳng. Chúng tôi sẽ khuyến khích họ đi theo hướng ngược lại để làm giảm căng thẳng và ngăn chặn mọi nguy cơ làm gia tăng xung đột. Mới đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật lần thứ 72 tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và tới thăm một trường đại học quốc phòng ở thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, trong thông điệp chúc mừng, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh tình đồng chí giữa hai nhà lãnh đạo sẽ góp phần củng cố thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Theo ông Kim Jong-un, quan hệ Triều Tiên và Nga đã phát triển thành các mối quan hệ đồng minh bất khả chiến bại và chiến lược vĩnh cửu sau chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Bình Nhưỡng vào tháng 6 năm nay. Chủ tịch Kim Jong-un còn gọi ông Putin là người đồng chí thân thiết nhất. Nhà lãnh đạo quốc gia Đông Bắc Á cũng ca ngợi sự lãnh đạo đầy nghị lực và sáng suốt của ông chủ điện Kremlin trong việc kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát triển của nước Nga, gánh vác trách nhiệm nặng nề và thiêng liêng đối với sự thịnh vượng của đất nước và nhân dân của quốc gia châu Âu này. Bình Nhưỡng và Triều Tiên đã tăng cường hợp tác quân sự trong những năm gần đây. Hồi tháng 6 vừa qua, sau cuộc đàm phán cấp cao tại Bình Nhưỡng, hai nhà lãnh đạo đã ký kết một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm các điều khoản phòng thủ chung. Trong một diễn biến khác, KCNA cũng đưa tin, trước đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm trường đại học quốc phòng mang tên ông
đồng thời tuyên bố sẽ phát triển khoa học và công nghiệp quốc phòng để tăng cường vô hạn sức mạnh răn đe chiến tranh tự vệ. Phát biểu trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo khẳng định Triều Tiên không có ý định tấn công Hàn Quốc và bản thân ông Kim Jong-un không muốn phải đối mặt với điều đó, song Seoul phải ngừng các hành động khiêu khích. Đề cập tiêu chuẩn kép của phương Tây rằng việc mở rộng vũ khí và các hoạt động quân sự của họ về bản chất là chính đáng và mang tính phòng thủ, còn hoạt động của Bình Nhưỡng là đe dọa và khiêu khích. Theo ông Kim Jong-un, sự răn đe của đối thủ không bao giờ có thể ngăn cản được sức mạnh của Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên nhận định, hiện tại liên minh quân sự Hàn-Mỹ đã hoàn toàn chuyển sang liên minh hạt nhân, vì vậy thế trận ứng phó hạt nhân của Triều Tiên phải được trang bị đầy đủ ở mức độ không giới hạn. Ông nói rõ, nếu kẻ thù cố gắng sử dụng vũ lực để chống lại đất nước chúng ta, các lực lượng vũ trang của Triều Tiên sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh tấn công của mình mà không do dự, không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo cũng lưu ý, cần tiếp tục có những bước nhảy vọt về khoa học và công nghệ quốc phòng và tăng cường vô hạn khả năng răn đe chiến tranh tự vệ khi kẻ thù nỗ lực giành thế thượng phong và lật ngược tình thế chiến lược bằng cách sử dụng liên minh hạt nhân làm vũ khí. Trước đó, vào đầu tháng 10, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thị sát một căn cứ huấn luyện của các đơn vị tác chiến đặc biệt và đưa ra cảnh báo về việc sử dụng lực lượng răn đe hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin về chuyến thị sát, đồng thời dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu rằng nếu kẻ thù cố gắng sử dụng các lực lượng vũ trang để xâm phạm chủ quyền của nước này, Bình Nhưỡng sẽ không do dự sử dụng tất cả các lực lượng tấn công mà họ sở hữu, trong đó có vũ khí hạt nhân. Chủ tịch quốc gia Đông Bắc Á kêu gọi quân đội tiếp tục bồi dưỡng sức mạnh, đồng thời đánh giá lực lượng tác chiến đặc biệt của Triều Tiên là lực lượng then chốt và cốt lõi trong khả năng răn đe và tác chiến của đất nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức yêu cầu Duma Quốc gia phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hiệp ước được ký kết trong chuyến đi của ông Putin tới Bình Nhưỡng vào tháng 6 và bao gồm các cam kết của Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ hỗ trợ nhau trong trường hợp bị nước ngoài xâm lược. Ngày 14 tháng 10, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng đề xuất phê chuẩn đã được ghi vào hồ sơ của cơ quan lập pháp. Theo hiệp ước của ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết, hai nước sẽ hợp tác với nhau để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế. Dự luật nêu rõ với các nhà lập pháp rằng Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cam kết thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng và đang xây dựng quan hệ đối tác của họ trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào các công việc nội bộ, bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế. Tài liệu bao gồm một điều khoản nêu rằng, nếu một trong các bên phải chịu cuộc tấn công vũ trang của các quốc gia hoặc một số quốc gia và do đó thấy mình trong tình trạng xung đột, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng cách có thể theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc gia. Moscow và Bình Nhưỡng cũng cam kết không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào có hại cho chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do, lựa chọn và phát triển hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và các lợi ích quan trọng khác của bên kia với bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Một bài viết khác nêu rõ sự phản đối của Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây, mô tả chúng là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương, bao gồm các biện pháp mang tính chất ngoài lãnh thổ, là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Moscow và Bình Nhưỡng đã cam kết không áp dụng các lệnh trừng phạt như vậy đối với nhau. Tuần trước, Hàn Quốc tuyên bố rằng hiệp ước đã có hiệu lực và rằng tình hình của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên rất có thể đã chiến đấu cùng với quân đội Nga tại Ukraine. Điện Kremlin đã bác bỏ những tuyên bố như vậy là một trò lừa bịp khác. Kiev và Seoul đã đưa ra những tuyên bố về quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên bộ trước đây mà ông Putin gọi là hoàn toàn vô lý vào tháng trước. Trong ngày 14 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã được thông báo về sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở nước ông và kế hoạch của Nga cho mùa thu và mùa đông năm nay. Kiev cho biết Triều Tiên đã cung cấp tên lửa đạn đạo và đạn dược cho Nga, những loại vũ khí mà lực lượng Moscow đã sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã đưa ra thông tin cập nhật mới nhất về hợp tác Nga-Triều trong bài phát biểu trước toàn quốc vào buổi tối. Trong đó ông cho biết ông đã gặp các quan chức cấp cao của Kiev trước đó để nghe báo cáo. Trong số những điều quan trọng nhất là báo cáo của các cơ quan tình báo về ý định của người Nga trong mùa thu và mùa đông. Mọi thứ đều khá chi tiết, trong đó có nêu rõ sự tham gia thực sự của Triều Tiên vào cuộc xung đột, ông Zelensky nói, đồng thời không cung cấp thêm thông tin nào.
Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi ông nói Triều Tiên đã chuyển quân cho lực lượng vũ trang Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un tuần trước đã cho biết có khả năng cao là Triều Tiên có thể triển khai quân đội để giúp Nga. Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố đó là tin giả. Bà Kim Jong-un, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đưa ra các tuyên bố trong 3 ngày liên tiếp. Trong đó mới đây nhất, tuyên bố rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự xâm nhập của máy bay không người lái của Seoul vào Bình Nhưỡng. Ngày 15 tháng 10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường sắt và đường bộ liên triều từ một ngày trước đó. Các vụ nổ được cho là để đáp trả việc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập Triều Tiên. Vào ngày 11 tháng 10, Triều Tiên tuyên bố rằng Hàn Quốc đã điều động máy bay không người lái thả tờ rơi tuyên truyền qua Bình Nhưỡng 3 lần chỉ trong tháng này. Liên quan đến sự vụ máy bay không người lái, bà Kim Jong-un, Phó Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã ra thông cáo báo chí chỉ trong 3 ngày liên tiếp, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Trong thông báo mới nhất vào ngày 15 tháng 10, bà tuyên bố rằng Triều Tiên đã có được bằng chứng rõ ràng rằng quân đội Hàn Quốc là thủ phạm chính gây ra hành động khiêu khích thù địch, vi phạm chủ quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng cách xâm nhập bầu trời thủ đô nước này. Bà cũng cảnh báo những kẻ khiêu khích sẽ phải trả giá đắt. Trong tuyên bố trước đó vào ngày 14 tháng 11, bà cho rằng Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm. Bà nói ngắn gọn rằng chủ quyền của một quốc gia có vũ khí hạt nhân đã bị xâm phạm và Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này, tuyên bố không giải thích gì thêm. Tờ Korea Times của Hàn Quốc dẫn lời ông Park Won-gon, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Ewha Worldman nhận định, tất cả những gì họ, tức Triều Tiên, muốn là một lời hứa từ miền Nam rằng họ sẽ ngừng gửi máy bay không người lái, nhưng điều đó đã không hiệu quả như Triều Tiên mong đợi. Bình Nhưỡng đã đề cập đến một lựa chọn quân sự trong cuộc khẩu chiến căng thẳng với Seoul, vì vậy họ không thể rút lại. Với điều đó, tuyên bố mới nhất của bà Kim Jong-un về việc Mỹ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng mang ý nghĩa quan trọng. Tôi nghĩ rằng họ muốn Mỹ thuyết phục Hàn Quốc. Trước đó, tuyên bố ngày 13 tháng 10 của bà Kim Jong-un lên án Hàn Quốc một cách nặng nề và cũng cảnh báo nước này bằng những lời lẽ cứng rắn. Bà cáo buộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là kẻ khiêu khích chính, là thủ phạm và đã trốn tránh trách nhiệm sau khi thực hiện một hành động khiêu khích quân sự có động cơ chính trị cực kỳ nguy hiểm khi sử dụng máy bay không người lái tấn công. Bà cảnh báo sự việc có thể châm ngòi cho sự bùng nổ chiến tranh bằng bất cứ giá nào và giới quân sự Hàn Quốc nên kiềm chế hành động hấp tấp, nên ngay lập tức lựa chọn việc đảm bảo ngăn ngừa tái diễn hành động khiêu khích như vi phạm không phận của quốc gia khác. Seoul không xác nhận, cũng không phủ nhận các chuyến bay của máy bay không người lái, nhưng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ nếu gây hại cho người dân Hàn Quốc. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên vào ngày 13 tháng 10 cáo buộc Hàn Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Triều Tiên, nhưng vẫn tiếp tục đưa ra những lời bào chữa, khập khiễng và những nhận xét xúc phạm. Người phát ngôn nói, trên bán đảo Triều Tiên, nơi đang có căng thẳng, ngay cả một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Và vụ việc máy bay không người lái bay vào Bình Nhưỡng rõ ràng là một hành động khiêu khích chiến tranh, dẫn tới chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn cáo buộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã rơi vào tình trạng mơ hồ khi không phủ nhận cũng không thừa nhận tình trạng hiện tại. Phía Triều Tiên cho rằng máy bay không người lái xâm chiếm bầu trời Bình Nhưỡng không phải là máy bay không người lái mà một tổ chức tư nhân có thể phóng ở một địa điểm ngẫu nhiên. Tuyên bố của người phát ngôn thể hiện, vì đây là một máy bay không người lái cần có bệ phóng hoặc đường băng cụ thể để hạ cánh, nên lý do cho rằng khu vực tư nhân đã lái nó là không thể chấp nhận được. Tuyên bố viết, ngay cả khi chúng tôi cho rằng, như Bộ Quốc phòng đã nói, nó được thực hiện bởi một tổ chức tư nhân đóng vai trò là lá chắn. Liệu có hợp lý không khi quân đội và cảnh sát, những người được cho là đang trong tình trạng cảnh giác cao, lại không biết rằng các tổ chức tư nhân đang sử dụng bệ phóng hoặc thậm chí đường băng để bay máy bay không người lái qua biên giới? Đồng thời khẳng định chính quân đội Hàn Quốc tham gia vào một loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái. Triều Tiên nói rằng, nếu một máy bay không người lái xuất hiện trở lại, chúng tôi sẽ coi đó là một máy bay không người lái có nguồn gốc từ Hàn Quốc và coi đó là một lời tuyên chiến chống lại Triều Tiên. Tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều đã bị phá hủy. Triều Tiên và Hàn Quốc đều đang có những động thái quân sự khiến căng thẳng bị đẩy lên rất cao. Căng thẳng leo thang. Tờ Dongga Inbo ngày 15 tháng 10 dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, nguy cơ xảy ra xung đột liên triều trong giai đoạn này là lớn nhất kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2022. Căng thẳng hiện đang bị đẩy lên đỉnh điểm khi Triều Tiên cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo binh quy mô lớn để trả đũa việc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập vào Bình Nhưỡng. Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC thông báo quân đội nước này đã nổ súng bắn cảnh cáo ở phía nam đường ranh giới quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên.
Động thái này của Seoul nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng cho nổ tung một phần con đường nối với Hàn Quốc bên phía Triều Tiên sau khi tuyên bố cắt đứt hoàn toàn tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên Triều. JCS xác nhận Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn đường trên đường Hyeonggui và Donghae ở phía bắc đường ranh giới quân sự vào trưa ngày 15 tháng 10, đồng thời cho biết đã tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, ngày 13 tháng 10, Triều Tiên cho biết có 8 lữ đoàn pháo binh được bố trí gần khu vực tiền tuyến và đang trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Trước tình hình này, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã ra chỉ thị cho các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát và sẵn sàng khai hỏa trước dàn hỏa lực từ Triều Tiên. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang bị đẩy cao. 8 lữ đoàn pháo binh mà Bình Nhưỡng công bố là các đơn vị được triển khai trên toàn đường ranh giới quân sự trải dài từ Tây sang Đông, có nhiệm vụ nhằm vào các khu vực đô thị đông đúc của Hàn Quốc. Ông Lee Seong-jun, người đứng đầu văn phòng JSC cho biết trong cuộc họp giao ban vào ngày 14 tháng 10 rằng lệnh tác chiến sơ bộ được quân đội Triều Tiên đưa ra là lệnh chuẩn bị, có nghĩa tất cả các thiết bị pháo binh đã được trang bị sẵn sàng để có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Mối đe dọa chí mạng. Giới phân tích trong và ngoài quân đội Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có khoảng 570 khẩu pháo tầm xa, trong đó có khoảng 200 bệ phóng tên lửa đa năng 240mm với tầm bắn tối đa 65km và có thể tấn công khu vực đô thị, bao gồm cả phía Bắc Seoul, nếu chúng được bố trí gần đường giới tuyến. Nếu Triều Tiên sử dụng 200 khẩu pháo 240mm đa năng với 22 ống phóng, lực lượng này có thể bắn khoảng 4.400 viên đạn cùng lúc và đây được đánh giá là mối đe dọa chí mạng với Hàn Quốc. Trong khi đó, các thiết bị giám sát của Hàn Quốc cũng phát hiện Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ phá hủy tuyến đường Hyeonggui và tuyến đường bộ Donghae nối hai miền Triều Tiên. Trên thực tế, các tuyến đường này đều đã bị đình chỉ hoạt động từ lâu. Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 14 tháng 10, cũng ám chỉ Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan đến vụ việc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm phạm thủ đô Bình Nhưỡng. Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 11 tháng 10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thị sát hệ thống vũ khí phóng tên lửa đa năng 240mm và theo dõi vụ bắn thử bệ phóng tên lửa do doanh nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. Trong tuyên bố ngày 13 tháng 10, Bình Nhưỡng nhấn mạnh khả năng 8 lữ đoàn pháo sẵn sàng tấn công với số lượng lớn pháo tầm xa có thể biến Seoul thành biển lửa một khi có lệnh. Hệ thống pháo tầm xa của Triều Tiên bao gồm các bệ phóng tên lửa đa năng 240mm và bệ phóng tên lửa đa nòng 300mm mới được trang bị chức năng dẫn đường vừa triển khai hồi tháng 8. Hệ thống phóng loạt tên lửa mới có thể nhắm và tấn công, đồng thời điều chỉnh quỹ đạo bằng cách gắn cánh vào tên lửa dẫn đường. Theo đó, mối đe dọa từ pháo tầm xa nhắm vào các cơ sở lớn ở Seoul và khu vực đô thị sẽ trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Một lữ đoàn pháo binh ở Triều Tiên gồm 4 tiểu đoàn pháo binh được trang bị pháo tự hành 170mm và bệ phóng tên lửa đa nòng 240 và 300mm. Biên chế một tiểu đoàn sẽ có tối thiểu 18 khẩu pháo. Trong một phản ứng, Hàn Quốc đã tuyên bố sẵn sàng hỏa lực và lực lượng pháo thiện chiến như pháo tự hành K9 để đáp trả một cuộc tấn công từ Triều Tiên. Mọi thứ đã sẵn sàng. Công tác chuẩn bị đã được tăng cường đến mức có thể triển khai các lực lượng pháo binh này đến các vị trí cần thiết trong thời gian ngắn nhất trong trường hợp bị khiêu khích. Thông tin cho biết, Hàn Quốc cũng tăng cường các phương tiện trinh sát như vệ tinh và máy bay không người lái để theo dõi mọi động thái di chuyển khí tài của quân đội Triều Tiên. Cùng với đó, quân đội Hàn Quốc thông báo bình thường hóa hoạt động tập huấn tại trường huấn luyện Yongbyon, trường bắn của quân đội Mỹ ở Pochon, tỉnh Gyeonggi. Kim Dae-yong, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, nhận định thay vì tấn công kiểu bắn phá đảo Yongbyon như trước đây, rất có thể Triều Tiên sẽ sử dụng một số bệ phóng tên lửa đa năng mới để bắn phá chính xác cơ sở giám sát của quân đội Hàn Quốc nhắm vào Triều Tiên. Khả năng Triều Tiên cho nổ phá các tuyến đường Hyeonggui và Donghae được xem là nhằm mục tiêu gây sốc cho Hàn Quốc, tương tự vụ đánh bom văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Kaesong vào năm 2020. Giới phân tích cũng chỉ ra rằng Triều Tiên có thể có mục đích trong việc gia tăng leo thang căng thẳng với Hàn Quốc và đang tối đa hóa mối lo lắng trong xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay cả sau khi Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận ngày 19 tháng 9 nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự ở khu vực giới tuyến giữa hai miền vào hồi tháng 11 năm 2023, nước này cũng không đe dọa trực tiếp sử dụng pháo tầm xa quy mô lớn với Hàn Quốc. Với những gì đang diễn ra ở bán đảo Triều Tiên, có thể thấy mức độ căng thẳng giữa hai miền đang bị đẩy lên rất cao. Ngày 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã bày tỏ quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Tại buổi họp báo ngày 15 tháng 10, phóng viên của hãng tin AFP đề nghị Trung Quốc bình luận về việc Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phá hủy đoạn đường không còn sử dụng, kết nối giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trả lời câu hỏi này,
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh cho biết, chúng tôi đã chú ý đến tình hình liên quan. Là nước láng giềng gần bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không phù hợp với lợi ích chung của các bên và điều cấp bách hiện nay là tránh làm gia tăng thêm xung đột. Trung Quốc kiên định với lập trường duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy quá trình giải quyết vấn đề của bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp chính trị. Chúng tôi cũng hy vọng các bên cũng nỗ lực vì mục tiêu này. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JSC của lực lượng vũ trang Hàn Quốc thông báo rằng quân đội Triều Tiên đã phá hủy các đoạn đường dẫn đến Hàn Quốc ở phía đông và phía tây của bán đảo Triều Tiên. Từ đoạn video do quân đội Hàn Quốc cung cấp, người ta có thể thấy các vụ nổ xảy ra tại những con đường ở khu vực biên giới liên Triều, trong khi binh lính và xe tải của Triều Tiên được huy động đến hiện trường. Theo JSC, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Các vụ nổ này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cam kết vào tuần trước rằng họ sẽ hoàn toàn cắt đứt các tuyến đường bộ, đường sắt liên Triều và tiếp tục củng cố các khu vực ở phía biên giới Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng cho hay họ đã thông báo cho quân đội Mỹ về động thái này để ngăn chặn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn. Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi, tuyến đường nối thành phố biên giới phía Tây Paju của Hàn Quốc với Kaesong của Triều Tiên, và tuyến Donghae dọc theo bờ biển phía đông. Việc Triều Tiên phá hủy đoạn đường kết nối với Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái UAV xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này. Sau vụ việc bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo về một thảm họa khủng khiếp nếu thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc tiếp tục bay qua thủ đô của Triều Tiên. Hàn Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận những cáo buộc trên, nhưng cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Ngày 15 tháng 10, hãng tin Yonhap đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã cho nổ đoạn phía bắc của các tuyến đường bộ kết nối với Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên trước đó thông báo rằng có kế hoạch tách biệt hoàn toàn lãnh thổ nước này với Hàn Quốc thông qua việc ngưng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng cho hợp tác liên Triều. Theo Bộ Quốc phòng Triều Tiên, các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15 tháng 10 cho biết, tại cuộc họp với giới chức an ninh cấp cao trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe báo cáo về kế hoạch đối phó với hành vi khiêu khích nghiêm trọng của đối phương. Ông Kim Jong-un đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn, đề ra kế hoạch triển khai hành động quân sự tức thời, cũng như các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong chiến dịch răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức một cuộc họp an ninh như vậy. Theo Yonhap, những động thái mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên cáo buộc các thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận và giải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng này. Triều Tiên cảnh báo về thảm họa tàn khốc nếu sự việc tái diễn. Cho đến nay, phía Hàn Quốc không thừa nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về sự đáp trả kiên quyết và áp đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, đang theo dõi sát sao, tình hình và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Kể từ năm 2019, sau các nỗ lực ngoại giao Mỹ-Triều và Liên-Triều không đạt đột phá, các kênh liên lạc và chương trình trao đổi giữa Triều Tiên-Hàn Quốc đến nay vẫn bị gián đoạn. Hãng tin AP đánh giá, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Với việc Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các cuộc tập trận chung, Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa cùng các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên sẽ sử dụng mọi lực lượng tấn công, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu bị tấn công xâm phạm chủ quyền. Hồi đầu năm nay, ông Kim Jong-un cho rằng việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi nữa. Triều Tiên cần sửa đổi hiến pháp để giáo dục người dân nước này xem Hàn Quốc là kẻ thù chính và kẻ thù không thay đổi, xác định Triều Tiên có lãnh thổ tách biệt với Hàn Quốc. Theo KCNA, hồi đầu tháng này, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua một số nội dung sửa đổi và bổ sung cho hiến pháp cùng với một số nội dung khác liên quan đến chính sách phát triển kinh tế đất nước và công tác nhân sự. Tuy nhiên, hãng tin KCNA không nêu chi tiết những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong hiến pháp của Triều Tiên. Ngày 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh
đã bày tỏ quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Tại buổi họp báo ngày 15 tháng 10, phóng viên của hãng tin AFP đề nghị Trung Quốc bình luận về việc Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phá hủy đoạn đường không còn sử dụng kết nối giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết, chúng tôi đã chú ý đến tình hình liên quan. Là nước láng giềng gần bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không phù hợp với lợi ích chung của các bên và điều cấp bách hiện nay là tránh làm gia tăng thêm xung đột. Trung Quốc kiên định với lập trường duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy quá trình giải quyết vấn đề của bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp chính trị. Chúng tôi cũng hy vọng các bên cũng nỗ lực vì mục tiêu này. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JSC của lực lượng vũ trang Hàn Quốc thông báo rằng quân đội Triều Tiên đã phá hủy các đoạn đường dẫn đến Hàn Quốc ở phía đông và phía tây của bán đảo Triều Tiên. Từ đoạn video do quân đội Hàn Quốc cung cấp, người ta có thể thấy các vụ nổ xảy ra tại những con đường ở khu vực biên giới liên Triều, trong khi binh lính và xe tải của Triều Tiên được huy động đến hiện trường. Theo JSC, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Các vụ nổ này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cam kết vào tuần trước rằng họ sẽ hoàn toàn cắt đứt các tuyến đường bộ, đường sắt liên Triều và tiếp tục củng cố các khu vực ở phía biên giới Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng cho hay họ đã thông báo cho quân đội Mỹ về động thái này để ngăn chặn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn. Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi, tuyến đường nối thành phố biên giới phía Tây Paju của Hàn Quốc với Kaesong của Triều Tiên, và tuyến Donghae dọc theo bờ biển phía đông. Việc Triều Tiên phá hủy đoạn đường kết nối với Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái UAV xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này. Sau vụ việc bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo về một thảm họa khủng khiếp nếu thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc tiếp tục bay qua thủ đô của Triều Tiên. Hàn Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận những cáo buộc trên, nhưng cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân Hàn Quốc. Ngày 15 tháng 10, hãng tin Yonhap đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã cho nổ đoạn phía bắc của các tuyến đường bộ kết nối với Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên trước đó thông báo rằng có kế hoạch tách biệt hoàn toàn lãnh thổ nước này với Hàn Quốc thông qua việc ngưng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng cho hợp tác liên Triều. Theo Bộ Quốc phòng Triều Tiên, các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15 tháng 10 cho biết, tại cuộc họp với giới chức an ninh cấp cao trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe báo cáo về kế hoạch đối phó với hành vi khiêu khích nghiêm trọng của đối phương. Ông Kim Jong-un đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn, đề ra kế hoạch triển khai hành động quân sự tức thời, cũng như các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong chiến dịch răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức một cuộc họp an ninh như vậy. Theo Yonhap, những động thái mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên cáo buộc các thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận và giải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng này. Triều Tiên cảnh báo về thảm họa tàn khốc nếu sự việc tái diễn. Cho đến nay, phía Hàn Quốc không thừa nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về sự đáp trả kiên quyết và áp đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, đang theo dõi sát sao, tình hình và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Kể từ năm 2019, sau các nỗ lực ngoại giao Mỹ-Triều và Liên-Triều không đạt đột phá, các kênh liên lạc và chương trình trao đổi giữa Triều Tiên-Hàn Quốc đến nay vẫn bị gián đoạn. Hãng tin AP đánh giá, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Với việc Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các cuộc tập trận chung, Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa cùng các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên sẽ sử dụng mọi lực lượng tấn công, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu bị tấn công xâm phạm chủ quyền. Hồi đầu năm nay, ông Kim Jong-un cho rằng việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi nữa. Triều Tiên cần sửa đổi hiến pháp để giáo dục người dân nước này xem Hàn Quốc là kẻ thù chính và kẻ thù không thay đổi, xác định Triều Tiên có lãnh thổ tách biệt với Hàn Quốc. Theo KCNA, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết,
Hồi đầu tháng này, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua một số nội dung sửa đổi và bổ sung cho hiến pháp, cùng với một số nội dung khác liên quan đến chính sách phát triển kinh tế đất nước và công tác nhân sự. Tuy nhiên, hãng tin KCNA không nêu chi tiết những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong hiến pháp của Triều Tiên. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây cho biết, Triều Tiên có bằng chứng cho thấy quân đội Hàn Quốc đứng sau các chuyến bay của máy bay không người lái trên Bình Nhưỡng. Bà Kim Yo-jong, phó bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố, "Chúng tôi có thông tin tình báo đáng tin cậy cho biết quân đội Hàn Quốc là thủ phạm chính đằng sau hành động khiêu khích thù địch vi phạm chủ quyền của Triều Tiên liên quan đến việc vi phạm không phận thủ đô của chúng tôi." Bà Kim nói thêm, những kẻ chủ mưu sẽ phải trả giá đắt. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố ngày 11 tháng 10 rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập vào không phận Bình Nhưỡng 3 lần để thả tờ rơi. Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul dừng các hoạt động này và đưa ra chỉ thị đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng báo động toàn diện. Lúc đầu, quân đội Hàn Quốc cho biết họ không điều khiển máy bay không người lái vào Triều Tiên, nhưng không loại trừ khả năng đó là do các thực thể hoặc cá nhân tư nhân thực hiện. Sau đó, Seoul cho biết họ không thể xác nhận hoặc phủ nhận tuyên bố của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14 tháng 10 đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng và An ninh nước này với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng No Kwang-chun, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-in cùng các quan chức an ninh và quân đội khác. Hội đồng Quốc phòng An ninh đã thảo luận về hành vi khiêu khích nghiêm trọng của Hàn Quốc, kế hoạch hành động quân sự ứng phó của Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên, tình hình hiện đại hóa công nghệ, trang bị quân sự phục vụ quốc phòng, tình hình sản xuất trang bị vũ khí và hoạt động thông tin của Cơ quan An ninh Quốc gia Triều Tiên. Hãng tin KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã đánh giá cho ý kiến về các biện pháp đối phó của từng cơ quan quốc phòng, an ninh, lắng nghe về khả năng sẵn sàng huy động của các lực lượng hỗn hợp, đồng thời trình bày phương hướng các hoạt động quân sự trước mắt, kích hoạt răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của đất nước. Trong một động thái mới nhất, hãng thông tấn Yonhap trích tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết các chất nổ đã phát nổ ở phía bắc biên giới hôm 14 tháng 10. Tuyên bố viết, Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn đường ở Gyeonggui và Donghae ở phía bắc đường phân định quân sự vào khoảng buổi trưa. Hai con đường này đã không được sử dụng kể từ tháng 8 năm nay và các vụ nổ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào ở phía biên giới của Seoul, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và sẵn sàng sau các sự cố. Quân đội Triều Tiên cũng được cho là đã cố gắng đặt thuốc nổ trên con đường dọc theo ranh giới phân định phía Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cho biết, để đáp trả vụ nổ ngày 14 tháng 10, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo về phía nam ranh giới phân định quân sự, mặc dù không có thiệt hại nào xảy ra ở phía biên giới của Seoul. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS đã yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường cảnh giác và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó với Triều Tiên khi đặt lực lượng pháo binh vào chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, Giám đốc quan hệ công chúng của GCS Lee Sung-jun cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng. Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh và Hành chính công của Quốc hội Hàn Quốc hôm 14 tháng 10, ông Kim Kyung Hai, thị trưởng Paju, thành phố biên giới phía nam bản Môn Điểm thuộc tỉnh Gyeonggi, cho biết rằng căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới những ngày gần đây khiến cho người dân khu vực này đang cân nhắc việc di rời khỏi nơi ở như trong tình trạng xung đột. Chính quyền Gyeonggi cũng đã xem xét các kế hoạch thiết lập vùng rủi ro tại các khu vực biên giới như Goyang, Gimpo, Yongchon, Pocheon và Paju. Trước đó, Triều Tiên đã nâng mức độ cảnh báo đối với Seoul khi tuyên bố rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chiều ngày 13 tháng 10, Triều Tiên đã ra lệnh 8 lữ đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc vào tư thế sẵn sàng khai hỏa và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA cũng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14 tháng 10 đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao để thỏa thuận về việc máy bay không người lái của Hàn Quốc nhiều lần xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng và đưa ra kế hoạch hành động quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trước đó vào ngày 8 tháng 10,
hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định, dù căng thẳng leo thang nhưng Bình Nhưỡng không có ý định tấn công Hàn Quốc trừ khi bị khiêu khích. Trong bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Kim Jong-un, nơi đào tạo ra các chuyên gia quân sự hàng đầu Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố đất nước của ông sẽ đẩy nhanh các bước để trở thành một siêu cường quân sự, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cho các cuộc xung đột tiềm tàng với Hàn Quốc và Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích Seoul vì đã hợp tác với Washington để gây bất ổn khu vực, đồng thời nêu rõ Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả những khả năng nếu đối thủ cố gắng sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên. Không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp này, ông Kim Jong-un nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng nêu rõ, dù căng thẳng leo thang, nhưng Bình Nhưỡng không có ý định tấn công Hàn Quốc trừ khi bị khiêu khích. Theo giới quan sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từng đưa ra lời đe dọa tương tự về việc sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu. Nhưng cảnh báo lần này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hàn Quốc và Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng cảnh báo Triều Tiên rằng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân, chế độ của nước này sẽ chấm dứt. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào ngày 14 tháng 10 trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ông Kim Jong-un, với cương vị Tổng bí thư Đảng Lao động và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đã được báo cáo về các hành động khiêu khích nghiêm trọng. Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch đối phó quân sự, biện pháp hiện đại hóa vũ khí, tình hình sản xuất vũ khí và trang thiết bị, cũng như hoạt động tình báo của nước này. Theo KCNA, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại. Ông Kim Jong-un cũng chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Báo cáo cho biết, ông Kim Jong-un đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn của Đảng Cầm quyền và Chính phủ Triều Tiên tại cuộc họp này. Trước đó, vào đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương, quân đội Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA có đoạn nêu rõ, quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế nói trên và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Hôm 12 tháng 10, báo Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin về các hoạt động mà Triều Tiên cho là của thiết bị bay không người lái thả tờ rơi trên bầu trời thủ đô nước này. Hồi tuần trước, KCNA dẫn thông báo của quân đội Triều Tiên cho biết, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10, nước này sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới. Cũng trong ngày 9 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã thử nghiệm đạn pháo phản lực phóng loạt với tính năng mới. Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 6-7 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Theo KCNA, Viện Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm pháo phản lực cho hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm. Đạn pháo này có khả năng điều khiển mới. KCNA cho biết vụ thử được thực hiện ngày 8 tháng 10, song không nêu rõ địa điểm. Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 6-7 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Hồi tháng 2 vừa qua, Triều Tiên cho biết đã phát triển đạn pháo phóng tên lửa 240mm với những cải tiến về tầm bắn, độ chính xác và khả năng điều khiển mới. Theo kế hoạch, đến tháng 5, Triều Tiên sẽ triển khai hệ thống vũ khí này cho các đơn vị quân đội trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026. Vào tháng 8 vừa qua, KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt MRLS cỡ nòng 240mm kiểu mới đang được các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. MRLS mới được cải tiến về tính cơ động, khả năng tấn công chính xác, chứng minh được sự vượt trội trong tất cả các chỉ số về hệ thống dẫn đường mới được áp dụng, khả năng điều khiển và sức công phá. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JSC Hàn Quốc ngày 15 tháng 10 thông báo, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeonggui và Namhae ở phía bắc đường phân định quân sự vào khoảng giữa buổi trưa nay. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của Triều Tiên khỏi Hàn Quốc và cho biết đã gửi thông điệp tới quân đội Mỹ ở Hàn Quốc để ngăn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn. Sau thông báo được công bố bởi Quân đội Nhân dân Triều Tiên,
quân đội Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc cho nổ các con đường dọc theo tuyến Gyeonggi và Đông Hê. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đang tăng cường theo dõi sát các hoạt động của Bình Nhưỡng để có thể có biện pháp đảm bảo an toàn cho quân đội và người dân Hàn Quốc, đồng thời đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi, nối thành phố biên giới Paju ở phía tây Hàn Quốc với kê sông của Triều Tiên và tuyến Đông Hê dọc theo bờ biển phía đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC đã yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường cảnh giác và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó sau khi Triều Tiên đặt lực lượng pháo binh vào chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, Giám đốc quan hệ công chúng của JSC Lee Sung-jun cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng. Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh và Hành chính công của Quốc hội Hàn Quốc diễn ra vào ngày 14 tháng 10, ông Kim Kyung-min, thị trưởng Paju, thành phố biên giới phía nam Bàn Môn Điếm thuộc tỉnh Gyeonggi, cho biết căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới những ngày gần đây khiến người dân khu vực này đang cân nhắc tới việc di rời khỏi nơi ở trong tình trạng chiến tranh. Chính quyền tỉnh Gyeonggi cũng đang xem xét đến kế hoạch thiết lập vùng rủi ro tại các khu vực biên giới như Gojang, Gimpo, Yongcheon, Pocheon và Paju. Trước đó, Triều Tiên đã nâng mức độ cảnh cáo đối với Seoul khi tuyên bố rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chiều ngày 13 tháng 10, Triều Tiên đã ra lệnh 8 lữ đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc vào tư thế sẵn sàng khai hỏa và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA cũng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14 tháng 10 đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận về việc máy bay không người lái của Hàn Quốc nhiều lần xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng và đưa ra các kế hoạch hành động quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bà Kim Jo-jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng đã cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp, thì các đơn vị pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc đã được lệnh sẵn sàng nổ súng. Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT cũng cho biết, bà Kim Jo-jong chỉ trích quân đội Hàn Quốc về cách phản ứng trước cáo buộc của Triều Tiên rằng thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng. KRT dẫn lời bà Kim Jo-jong nhấn mạnh rằng việc giải tờ rơi lên thủ đô quốc gia đối địch sẽ được coi là một hành động khiêu khích nghiêm trọng với động cơ chính trị và là sự vi phạm chủ quyền. Nhưng điều quan trọng nhất trong sự việc gần đây là phương tiện mang tờ rơi chính là thiết bị bay không người lái. Ngày 15 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào trước đó một ngày, giữa lúc Bình Nhưỡng chỉ trích vụ việc thiết bị bay không người lái UAV của Hàn Quốc xâm nhập thủ đô này và thả tờ rơi tuyên truyền. Bình Nhưỡng coi vụ việc này là cực kỳ quan trọng và đã đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời cảnh báo bất cứ một thiết bị bay nào của Hàn Quốc xâm phạm không phận Triều Tiên và có các hành vi tương tự sẽ bị coi là lời tuyên chiến. Chủ tịch Kim Jong-un với cương vị Tổng bí thư Đảng Lao động và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên đã được báo cáo về các hành động khiêu khích nghiêm trọng của kẻ thù xâm phạm chủ quyền quốc gia trên. Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch đối phó quân sự, biện pháp hiện đại hóa vũ khí, tình hình sản xuất vũ khí và trang thiết bị cũng như hoạt động tình báo của nước này. Theo KCNA, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại và chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về răn đe, cũng như thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Bản tin cho biết, ông Kim đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn với đảng cầm quyền và chính phủ Triều Tiên tại cuộc họp này. Về vụ việc, ngày 14 tháng 10, Nga đã có phản ứng khi tuyên bố Moscow coi các vụ việc liên quan đến UAV Hàn Quốc là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng Seoul nên xem xét nghiêm túc các cảnh báo của Bình Nhưỡng và ngừng làm leo thang tình hình trên bán đảo. Cũng trong ngày này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình lên Duma Quốc gia, Hạ viện, dự luật hợp tác toàn diện với Triều Tiên. Theo đó, hợp tác giữa hai quốc gia sẽ đạt đến tầm cao mới lịch sử và chính thức mang tính chiến lược và toàn diện. Văn bản nêu rõ, quan hệ giữa hai nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và bình đẳng. Hai bên nỗ lực thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và tính đa cực công bằng. Văn kiện này nhằm thay thế một số thỏa thuận những năm trước. Thỏa thuận về vấn đề này đã đạt được trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6. Trong đó, hai bên nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trợ lý Yuri Usakov của Tổng thống Putin giải thích rằng thỏa thuận mới là cần thiết trong bối cảnh diễn biến tình hình địa chính trị cũng như trong bối cảnh những thay đổi về chất trong quan hệ song phương. Hiệp ước mới không nhằm mục đích chống lại bất kỳ nước nào mà chủ yếu nhằm đảm bảo sự ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.
khi Triều Tiên đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hãng tin Reuters đã công bố video ghi lại cảnh một ngôi làng của Triều Tiên sát biên giới với Hàn Quốc. Trong đoạn phim do Reuters phát đi vào ngày 14 tháng 10, người ta nhìn thấy khói bốc lên từ những ngôi nhà trong làng Triều Tiên. Đó là một cảnh khá yên bình giữa lúc căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa thiết bị bay không người lái UAV tới thủ đô Bình Nhưỡng để giải chuyển đơn. Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC cũng cho biết, vào ngày 9 tháng 10, quân đội Triều Tiên đang triển khai các hoạt động dưới sự ngụy trang trên những con đường phía bên kia biên giới, gần bờ biển phía Tây và Đông. JSC cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các động thái này, đồng thời nhận định rằng dường như nó liên quan đến việc phá nổ các con đường dọc tuyến Gyeonggi và Dongdae. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc gửi thiết bị bay không người lái để giải số lượng lớn chuyển đơn chống Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Sau đó vào ngày 13 tháng 10, truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT đã phát đi tuyên bố của bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp nếu phát hiện thiết bị bay không người lái UAV của Hàn Quốc bay qua Bình Nhưỡng. KRT cũng cho biết bà Kim Jong-un chỉ trích quân đội Hàn Quốc về cách phản ứng trước cáo buộc của Triều Tiên rằng thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng. KRT dẫn lời bà Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc giải tờ rơi lên thủ đô quốc gia đối địch sẽ được coi là một hành động khiêu khích nghiêm trọng với động cơ chính trị và là sự vi phạm chủ quyền. Nhưng điều quan trọng nhất trong sự việc gần đây là phương tiện mang chuyển đơn chính là thiết bị bay không người lái. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã trích lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng của nước này cho biết Bình Nhưỡng nhận thấy khả năng cao sẽ có thêm nhiều thiết bị bay không người lái bay qua thủ đô và quân đội đã được lệnh chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả xung đột. Các đơn vị pháo binh của Triều Tiên gần biên giới với Hàn Quốc đã được lệnh sẵn sàng nổ súng. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi thực hiện ngoại giao để khôi phục sự bình tĩnh và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 14 tháng 10, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ tung con đường xuyên biên giới sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái đến tận thủ đô Bình Nhưỡng. Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên trở nên gần gũi hơn trong thời gian gần đây, với các chuyến thăm lẫn nhau diễn ra thường xuyên. Trong những năm 2000, Nga ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, với lý do các vụ thử hạt nhân của nước này đe dọa gây tổn hại đến nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, Nga phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc gia hạn giới hạn hoạt động của nhóm chuyên gia giám sát vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong tuyên bố đăng trên trang web của bộ này ngày 14 tháng 10 rằng những hành động như vậy là xâm phạm trắng trợn vào chủ quyền của Triều Tiên và các vấn đề nội bộ, với mục đích phá hủy nhà nước pháp quyền và khuôn khổ chính trị và phủ nhận quyền phát triển của nước này. Việc đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực chỉ có thể thực hiện thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao trên cơ sở đảm bảo an ninh. Không có cách nào khác trừ khi mục đích thực sự của Hàn Quốc và đồng minh Mỹ không phải là gây hấn, bà Zakharova nói thêm. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Interfax đưa tin, Tổng thống Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga, văn bản phê chuẩn hiệp ước về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Triều Tiên. Tài liệu nêu rõ, mỗi bên sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho bên kia trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phá hủy phần phía bắc của tuyến đường liên triều trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang vì vụ Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ. Việc phá hủy tuyến đường kết nối hai nước là động thái phù hợp với tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un về việc cắt đứt quan hệ với Seoul và coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ra nhiều hoạt động phía bên Triều Tiên như dựng tấm chắn, dường như là để phá hủy tuyến đường. Họ đã dựng các tấm chắn trên đường và đang làm ở phía sau những tấm chắn đó, chuẩn bị cho nổ tung đường. Ông Lee Sung-jun, người phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng việc phá hủy có thể diễn ra trong hôm nay. Ông Lee cho biết quân đội Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa không gian, hoạt động bị cho là vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Ông Lee nói rằng Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích nhỏ để gia tăng sức ép lên Seoul. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC cho hay quân đội Triều Tiên đã tiến hành hoạt động được cho là có liên quan những vụ nổ trên các tuyến đường dọc theo tuyến Gyeonggi và Dongdae.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đang theo dõi sát những động thái trên đang diễn ra ở phía bắc đường phân giới quân sự và tìm kiếm các biện pháp an toàn cho quân đội và người dân Hàn Quốc. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc nhằm xây dựng các công trình phòng thủ vững chắc để ứng phó với các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục tăng cao nguy hiểm. Bình Nhưỡng mới đây cáo buộc Seoul điều khiển thiết bị bay không người lái qua thủ đô Bình Nhưỡng để thả tờ rơi tuyên truyền chứa đầy rác và tin đồn kích động. Triều Tiên cảnh báo rằng nếu phát hiện thêm một thiết bị bay không người lái nào nữa, họ sẽ coi đó là lời tuyên chiến. Bất chấp việc quân đội Hàn Quốc phủ nhận cáo buộc trên và có những đồn đoán về một nhóm hoạt động ở miền Nam thực hiện vụ việc trên, Triều Tiên tuyên bố Seoul phải chịu trách nhiệm. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên thông báo họ đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Đáp lại cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Seon-jun nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng ứng phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra quan điểm về mối quan hệ của nước này với Trung Quốc cũng như tầm nhìn về thống nhất bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc nói chuyện ở Singapore do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác dựa trên quy tắc với Trung Quốc và giải quyết những hiểu lầm thông qua đối thoại nhanh chóng và trung thực. Dù Bắc Kinh hỗ trợ Bình Nhưỡng trong chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953, song Tổng thống Hàn Quốc nói, thay vì mắc kẹt trong quá khứ, chúng ta phải tập trung vào tương lai. Trung Quốc là một quốc gia rất quan trọng đối với Hàn Quốc trong mọi lĩnh vực, bao gồm an ninh, kinh tế và đầu tư. Theo ông Jun Suk-yong, Seoul đang nỗ lực định hình mối quan hệ của mình với Bắc Kinh, thông qua sự tham gia mang tính xây dựng, nhằm thúc đẩy một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ hợp lý. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý, Mỹ là đồng minh duy nhất hỗ trợ đáng kể trong việc bảo vệ sự tự do của chúng tôi. Nền tảng ngoại giao và chính sách đối ngoại của Hàn Quốc nằm ở liên minh Hàn-Mỹ. Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đã trình bày tầm nhìn về việc thống nhất Liên Triều, dựa trên nền dân chủ tự do để thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho học thuyết thống nhất của ông, vốn được công bố lần đầu vào tháng 8. Ông nhấn mạnh, nếu thành hiện thực, một bán đảo Triều Tiên thống nhất, tự do và rộng mở sẽ là một thành tựu lịch sử, mở rộng giá trị tự do lên rất nhiều. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, một bán đảo Triều Tiên thống nhất, không có vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến một chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế mạnh mẽ hơn, thúc đẩy các nỗ lực hòa bình và lòng tin toàn cầu, cải thiện sự an toàn của hoạt động hàng hải bằng cách giảm nhu cầu buôn bán bất hợp pháp ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Là một phần của cam kết, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp 100 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tài trợ các dự án hợp tác phát triển, thúc đẩy dân chủ ở các nước Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phá hủy phần phía bắc của tuyến đường Liên Triều trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng vì vụ Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái xâm phạm lãnh thổ. Việc phá hủy tuyến đường kết nối hai nước là động thái phù hợp với tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un về việc cắt đứt quan hệ với Seoul và coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện nhiều hoạt động bên phía Triều Tiên như dựng tấm chắn, dường như là để phá hủy tuyến đường. Ông Lee Sung-yoon, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp báo, họ đã dựng tấm chắn trên đường và đang làm ở phía sau những tấm chắn đó, chuẩn bị cho nổ tung đường. Ông nói thêm rằng việc phá hủy có thể diễn ra trong ngày 14 tháng 10. Ông Lee cho biết quân đội Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa không gian, hoạt động bị cho là vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Ông Lee nói rằng Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích nhỏ để gia tăng sức ép lên Seoul. Diễn biến này xuất hiện sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái mang theo chuyển đơn đến tận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu điều đó tái diễn. Trong tuyên bố đưa ra ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết đã ban hành lệnh tác chiến sơ bộ tới lực lượng pháo binh và các đơn vị khác gần biên giới Hàn Quốc để yêu cầu họ chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói rằng toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc có thể biến thành đống tro tàn sau cuộc tấn công mạnh mẽ của Triều Tiên. Bình Nhưỡng thường đưa ra những tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khả năng cao là Triều Tiên sẽ không triển khai tấn công phủ đầu quy mô lớn vì tiềm lực quân sự không bằng Hàn Quốc và Mỹ. Hàn Quốc từ chối xác nhận việc điều khiển máy bay không người lái, nhưng cảnh báo sẽ trừng phạt Triều Tiên nghiêm khắc nếu sự an toàn của người dân Hàn Quốc bị đe dọa. Tuần trước,
Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ tiền tuyến để đối phó với cơn cuồng loạn đối đầu của lực lượng Hàn Quốc và Mỹ. Các quan chức Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bổ sung thêm hàng rào chắn chống tăng, đặt mìn và gia cố đường xá ở phía bên kia biên giới kể từ đầu năm nay, có thể nhằm tăng cường thế trận an ninh tiền tuyến và ngăn chặn binh lính và công dân đảo tẩu sang Hàn Quốc. Việc phá hủy các con đường và thực hiện các hành động quân sự khác được coi là động thái gia tăng áp lực lên Hàn Quốc và Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên đã lệnh cho các lữ đoàn pháo binh ở phía nam nước này gần biên giới với Hàn Quốc sẵn sàng khai hỏa. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ban hành chỉ thị chuẩn bị tác chiến cho các lực lượng pháo binh hợp thành gần biên giới và các đơn vị được giao nhiệm vụ hỏa lực chuẩn bị cho chiến đấu quy mô lớn. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố, chỉ thị chuẩn bị tác chiến bao gồm lệnh nâng 8 lữ đoàn pháo binh được trang bị đầy đủ lên mức sẵn sàng thời chiến để chờ lệnh khai hỏa trước 8 giờ tối ngày Chủ nhật và hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo tác chiến khác nhau. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Seoul đã đưa máy bay không người lái mang theo truyền đơn tuyên truyền đến thủ đô Bình Nhưỡng và vào thứ Tư và thứ Năm tuần trước, theo một tuyên bố được KCNA phát đi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13 tháng 10 cảnh báo Triều Tiên sẽ chứng kiến sự sụp đổ của chế độ nếu gây hại cho người dân Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un đã chỉ trích các tuyên bố gần đây của Tổng thống Hàn Quốc, khẳng định Triều Tiên sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền bị xâm phạm. Theo Yonhap, trong ngày 3 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới cơ sở huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên. Tại đây, ông Kim cảnh báo rằng Bình Nhưỡng không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. KCNA dẫn lời ông Kim, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là một người không bình thường. Ông ấy đã khoe khoang về sức mạnh quân sự áp đảo trước một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu đối thủ muốn sử dụng lực lượng vũ trang để xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, chúng tôi sẽ không ngần ngại đáp trả bằng mọi phương tiện hiện có, bao gồm vũ khí hạt nhân. Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định rằng những lời đe dọa của đối thủ không thể ngăn cản và tước đoạt năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bình luận của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Hàn Quốc tổ chức duyệt binh ở Seoul vào đầu tuần này. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo rằng chính quyền Triều Tiên sẽ chấm dứt nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong cuộc duyệt binh, quân đội Hàn Quốc cũng giới thiệu tên lửa đạn đạo thế hệ mới mang tên Hwinmoo-5. Ngay sau khi cuộc duyệt binh của Hàn Quốc, bà Kim Joo-young, em gái của ông Kim Jong-un, đã lên tiếng về hệ thống tên lửa mới của Seoul. Bà Kim nói, không một ai tỉnh táo lại đi cảnh báo về sự kết thúc của một chế độ bằng thứ vũ khí khổng lồ vô dụng. Em gái của ông Kim Jong-un cũng lên án sự xuất hiện của máy bay ném bom B-1B của Mỹ tại sự kiện ở Seoul. Bà cho rằng đây là cảnh tượng thể hiện tình trạng thuộc địa hóa của Hàn Quốc. Ông Kim đánh giá lực lượng tác chiến đặc biệt của Triều Tiên là lực lượng then chốt và cốt lõi trong khả năng răn đe và tác chiến của đất nước, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu mở rộng và tăng cường lực lượng tác chiến đặc biệt thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đất nước. Những phát biểu của ông Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận hải quân tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân hai nước. Lâu nay, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, coi đây là nguy cơ đối với an ninh của nước này. Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã trích dẫn bài phát biểu của ông Kim Jong-un trong buổi họp chính phủ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn tăng gấp bội số vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhằm đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên trích dẫn lời ông Kim, chúng ta cần hoàn thiện hơn nữa năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời sử dụng hợp lý năng lực này để đảm bảo an ninh quốc gia. Bình Nhưỡng đang theo đuổi chính sách tăng gấp bội kho vũ khí hạt nhân, trong khi lực lượng tác chiến hạt nhân được vận hành theo hệ thống chỉ huy và kiểm soát chặt chẽ. Cũng theo ông Kim Jong-un, Triều Tiên cần duy trì năng lực quân sự mạnh mẽ để đối phó với hàng loạt nguy cơ khác nhau tới từ Mỹ và đồng minh. Tuy vậy, Triều Tiên là quốc gia hạt nhân có trách nhiệm và sẽ chỉ sử dụng loại vũ khí này cho mục đích phòng thủ. Thưa quý vị, Triều Tiên dường như đã bác bỏ khả năng quay lại phương pháp ngoại giao cá nhân mà Chủ tịch Kim Jong-un đã thực hiện với cựu Tổng thống Donald Trump, bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Song Kim phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 30 tháng 9 rằng, bất kỳ ai nhậm chức ở Mỹ, chúng tôi sẽ chỉ làm việc với tổ chức nhà nước được gọi là Mỹ, chứ không phải là chính quyền đơn thuần. Ông nói, tương tự như vậy, bất kỳ chính quyền nào của Mỹ
cũng sẽ phải đối mặt với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điều này khác với những gì Mỹ từng nghĩ. Ri In-gyu, một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, chia sẻ với báo chí rằng Bình Nhưỡng muốn mở lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington nếu ông Trump tái đắc cử và đang nỗ lực chuẩn bị một chiến lược đàm phán mới. Ông Donald Trump đã có những hoạt động gặp gỡ chưa từng có với Triều Tiên trong nhiệm kỳ trước. Ông Ri In-gyu cho biết, các nhà ngoại giao Triều Tiên đang chuẩn bị chiến lược trong trường hợp người dân Mỹ bầu ông Trump thay vì Phó Tổng thống Kamala Harris với mục tiêu là Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên, xóa tên nước này khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và kêu gọi viện trợ kinh tế. Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim năm 2019 đã sụp đổ vì vấn đề trừng phạt và đòi hỏi thẳng thừng của Mỹ rằng Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đã phớt lờ lời kêu gọi từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden về nối lại đàm phán. Ông Trump nói trong một cuộc tranh luận bầu cử hồi tháng 6 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un không tôn trọng Tổng thống Biden và cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang đẩy đất nước vào thế chiến thứ 3. Tại cuộc họp báo hồi tháng 8, ông Trump nói rằng ông Kim rất thích tôi nhưng lại không thích chính quyền Biden-Harris. Đại sứ Song Kim cho rằng sự thù địch của Mỹ và mối đe dọa hạt nhân mà nước này gây ra đối với Triều Tiên trong hơn 70 năm qua đã buộc Bình Nhưỡng phải sở hữu vũ khí hạt nhân. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.